Em xin kính chào quý khách nhé. Sau đây em review cho quý khách xem chi tiết của cái bộ gọi là bộ ốp mang cá trụ C, tức là cột sau ấy, của xe Toyota Corolla Cross 2019-2021 các bác nhá. Đó, thì là cái này dùng để ốp chỗ đằng sau ấy, chỗ đằng sau mà chỗ cái cánh cửa đằng sau ấy, chỗ cao cao đấy. Đấy, thì là chất liệu nó bằng nhựa các bác ạ, bằng nhựa nhá. Nó trám một cái lớp màu đen rất là bóng. Rất là bóng như thế này. Ở bên trên có một cái đường chỉ lốc, tức là nó làm nó giống như cái khu vực nẹp chân kính của mình ấy, à nẹp cong kính của mình ấy, nó nối dài thêm. Đó, rất là sáng bóng và nhìn nó sang. Đó, đằng sau thì nó có băng dính 3M hai mặt. Các bác mua về chỉ việc bóc ra mà dán thôi, rất là đơn giản, dễ dàng. Đó. Thì địa chỉ bên em là 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Các bác mua hàng đặt hàng là cứ liên hệ bên em nhé. Bên em nhận ship hàng, giao hàng toàn quốc ạ. Và hàng đẹp như hình luôn đấy ạ. Và ok ạ.